Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Xu đây. Và trong các video của mình thì hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Đặc biệt của mình là khi mình đã chạm đến cột mốc hơn 500 subscriber và hơn 100.000 view sau gần 5 năm hoạt động. Vào ngày 17 tháng 2 năm 2017, 24 tháng 1 năm 2022. Và nếu các bạn xem video này thì có lẽ là nó khá là ngày 27 hay là ngày 28. Và lúc mình đang âm lúc này là ngày 26 và lúc 9:51 và mình đối với mình thì đây là một quá trình khá là ấn tượng đối với mình. Và hiện tại thì khi mình làm video này thì mình rất là vui và hạnh phúc khi đạt được cái này. Và mình cũng muốn xin cảm ơn đến tất cả toàn thể anh em viewers, những người đã đăng ký và những người đã ủng hộ mình, những người đã like, những người đã xem mình trong suốt những cái video từ những ngày mình làm YouTube có lẽ là không, và đến những cái ngày đầu của video Homeless Bay đến nay. Và cũng xin cảm ơn anh em, các anh em thuộc các team là The Holding, Blogger, đây là của mình, và Homeless Bay của Lake MDD Team, Universe Team, của Honor, Mandoktai và các team khác, server HIIC vì đó giúp mình chạm đến cột mốc này. Đầu tiên thì như mình đã nói ở phía trên thì mình xin cảm ơn các bạn. Và sau đây là cái phần nói chung là cái gọi là tiểu sử đi cũng được, và nó sẽ nói về một số cái liên quan về sự kiện của mình trong server và sự kiện hay mình làm YouTube, một số cái thôi. Và đầu tiên thì các bạn có thể không cần nghe động này cũng được, là nghe tại vì nó cũng không quá là quan trọng. Đúng rồi, xin cảm ơn các bạn vì đã cố gắng nghe cái giọng này, và cái background, cái noise âm thanh bên ngoài nó khá là khó chịu, nên là nếu mà trong video các bạn nghe cái những cái âm thanh chú cháy và những cái rì rì bên ngoài thì các bạn thông cảm, tại vì mình cũng có sử dụng một số cái nhân tập âm đi nhé, tập âm đi, nhưng mà vẫn còn nghe một số cái nhưng mà như tiếng xe chạy là đúng, thì mình xin mọi người thông cảm với mình. Và đây là cái tiểu sử của mình, thì em xem mình nhớ lại những cái ngày đầu tiên ở trong server HIIC, không lầm là ngày 19 tháng 12 năm 2020. Đây là cái lần mà mình biết được cái server HIIC là mình cũng xem vào cái những video về 22T của Jenny, mình muốn biết được cái server này. Thì theo mình biết là server HIIC là server anti đầu tiên của Việt Nam. Thì lúc đó mình vào vào được thì cũng chạy lòng vòng thôi. Mình đầu tiên thì mình chạy lòng vòng được khoảng một ngàn sáu ấy, thì mình thấy được một thành trì bằng Clubstone. Thì lúc này thì mình đã lên khung chat nhờ giúp đỡ với một số người bạn, nhưng mà mình không nhớ rõ, chỉ nhớ là một người tên Bảo, như là Bảo Gamer, và được một ngày thì bị phá vì mình đã tiết lộ cột trên chat mất. Và từ cái ngày đó thì mình cũng ở khoảng một tháng để chuyển sang cái game Shin Park. Cái game này thì nó cũng khá là nổi tiếng lúc mà bây giờ là game mà game thực ảo mà. Thì vào như là ngày 28 tháng 9 hay tháng 10 thì nó ra, mình cũng vào nhưng mà nó lắc, nó không vào được. Nhưng mà sau khi mình chuyển quen thì nó được vào. Sau khi nó một tháng thì tới khoảng ngày 20-28 tháng 1 năm 2021, lúc này thì mình tình cờ xem được cái video của Lách, một YouTuber nổi tiếng với số lượng subscribe 400. Lúc video này thì mình có xem video thì như là 434 hoặc 435 gì đó. Thì lúc đó thì mình cũng chưa biết đâu, thì mình cũng xem một video thì tìm cái công nhân ở Homeless Bay, thì mình cũng xin một cái chân ở đó. Và ngay sau khi mình đến thì mình có đăng một cái video về nó, và bạn có thể xem lại cái video đó, mình sẽ để phía góc màn hình nhé. Sau ngày 7 tháng 2 năm 2021, đúng hơn là ngày 6 tháng 2 năm 2021, thì Homeless Bay bị sụp đổ do một người theo mình nhớ là Ender Dragon.
đã lỡ tiết lộ cái call trên cái chat hay share trong Discord. À, bọn mình cũng bọn những người công nhân này, những người công nhân trong đó có mình và rất là nhiều người khác cũng đã phá ra chính cái đứa con tinh thần này. À, như mình đã nói, và mình và Lex cũng đã làm một cái video về nó rồi. Các bạn có thể xem lại, mình cũng để phía trên dốc màn hình. Nó sẽ hiện ra lúc mà tôi. À, và tiếp tục rồi sau những ngày đó thì mình cũng rời Homeless Bay và trở thành đồng sáng lập với đồng sáng lập The Holding cùng với Lockwer và Oni. À, Lockwer đây cũng là cái đề là Lockfact, nhưng mà làm owner. Lúc này thì Lockwer thì chủ yếu là không hoạt động ở HIC nữa. Anh ta chuyển sang Roblox là Lockwer. Tôi nghe là anh ta rất là nổi tiếng về Lockwer, khá là nổi tiếng, tôi nghe là cũng có tiếng lắm, nhưng mà tôi không biết là ai. Nên là nếu mà tôi nói là mà nó có không đúng hoặc là thật lòng ai thì xin phép và xin lỗi. À, tiếp theo là sau khi mà rời thì mình vẫn với lại bắt tay với lại Homeless, vẫn là trở thành học đồng minh liên minh thôi, với là những cái một cái đường nối giữa hai bay Homeless 2 và thì Holden 1 là khoảng 5.000 block. Nhưng mà chỉ tầm 2-3 tuần thì liên minh đã bị tăng rã. Nó do nó là Lockwer kia đưa thuốc. À, đúng rồi, cái Heretic. Thuốc này là thuốc ở Homeless Bay số 1 ý. Mình đã nói cái phía trước là Lockwer có làm một cái tiệm thuốc và đưa thuốc cho Heretic đã đưa cho Lockwer 3 như là 3 stack kim cương, là 3 cái gì đó, tôi không nhớ là kim cương, 3 tầm 3 cái. Nhưng mà Lockwer chưa đưa, nên là Tony cùng với lại Heretic kéo nhau đến cây bay của mình đối xác. Và sự việc khi được lắng xuống thì một cái thành viên tên là Crazy Việt MC cũng đã đập luôn cái bay Homeless 2 đó. Và có lẽ là nó đâu không còn ai nhớ được luôn, một số người đó. Nhưng mà nói chung mà tôi có biết bên cái lịch sử của Discord của tôi có cái thiếu đỉnh và Lex cũng có liên hệ với mình, nhưng mà mình lúc này thì mình không có online, không có online vào game nên mình cũng không biết cái chuyện gì xảy ra. Mình chỉ xem sơ qua được một số ảnh do Crazy và MC gửi qua thì mình kêu là mình cũng không biết nữa, nên là nói chung mà đầu tiên cũng xin lỗi thôi, mà hơi có xin lỗi tôi một quên rồi, nói chung mà xin lỗi. À, vào ngày 21 tháng 4 năm 2021 thì mình cũng cùng một số anh em trong hình, mình sẽ thấy hai cái hình trên này, và tập trung trước sảnh điện của Homeless House 3 sau khi bị lột khổ với Spy ở công ty Holding. Và sau gần một tiếng thì Homeless House 3 bị bay màu và mình cũng lấy đi một số ít. Nhưng mà kit này nó không quá là nhiều tại vì nó là kit than đào ấy, nói chung mình lái cho có lệ thôi. Và từ sau cái vụ này thì mình không thấy tâm hơi của Homeless nữa. Và nghe nói là cái Homeless cũng đã bị tăng rã, tại vì cái server Discord nó bị mất biến mất rồi. Thì lúc trước đó thì mình có trong server Discord đó, nhưng mà mất. Ai cũng hỏi, nhưng mà mình hỏi lại DinoVN thì kêu là server mất rồi. Tiếp theo là vào những ngày mà mình ở nick chính ấy, có mình đi phá bay là nick phụ Nguyễn Suy 2, và ở nick chính là Nguyễn Suy. Mình cũng cùng với các anh em xây dựng bên này cái Shaban Page 1. Mình đã đăng ở một cái video về tháng 8, 21 tháng 8 2021, và mình cũng sẽ để cái video này ở phía trên góc màn hình góc bên trái nhá, phải nhá. Nhưng mà ngày 17 tháng 5 ấy thì bay cũng bị lột cột bởi Lockwer. Thì sự việc này rất là chấn động, thì mình cũng nghe xong thì mình cũng hú hồn. Sau đó thì Lockwer có làm một bài diễn rất là dài, cuối cùng là không làm không khỉ gì cả, cuối cùng không nói gì hết trơn luôn, làm cho xong rồi để đó không làm gì cả. Nhưng mà tới tháng 9 kia thì nó mới bị Hà Nội miền Bắc, cũng là một YouTuber Bitworld hay IC rồi đi phá bay, nó là gì Destroy Bay phá. Và Hà Nội miền Bắc lúc này đang ở F11, và trước đó thì Hà Nội miền Bắc là cũng là member, cũng là một cái soldier của The Holding.
À, vào ngày 24 26 tháng 6 năm 2021 thì cũng có xảy ra sự kiện đứt xảy ra nên là cái base và riêng mình nó cũng khá là nhiều kit, nhưng mà vì di chuyển đến Bemis nên là cũng không biết ai giữ cả. Sau ngày 21 tháng 8 thì mình có ở với ngày sinh nhật của HIC, và từ ngày mà sinh nhật đó đến tận giữa tháng 11 thì mình mới lại online. Thì vì lúc đó thì team Hồ Định nó cũng khá là nhiều, nó thật là buồn nhiều luôn. Nên là mình có xin Money Dog Day, cũng là một YouTuber nổi tiếng về những video cinematic 4K là cinematic, nói chung là rất là đẹp, mình rất là ngưỡng mộ ấy. Và xin vào cái pay xuyên ta, và mình có đóng góp một cái công trình cũng được thôi, tạm được. Và tới những ngày nói thật thì cái từ những ngày đó thì bắt đầu những tháng 1 này thì mình thi xong thì mình không có vào lại, thì nó cũng khá là buồn, không được chơi với mọi người. Nói chung thì lúc này thì server nó khá là buồn, nó nghĩa là cái ý tưởng để làm thôi. Và ở đây thì mình thông báo luôn các bạn, thì những cái server hack and cheat thì nó lúc này thì hai cái mà mình biết như là cái Huma và cái mình lúc mình làm gì hack archive, cái nó energy archive thì nó hai cái đó đều cũng bay màu rồi. Huma thì do viên bị mất tích, còn cái hack archive thì nó bị Tony ông chủ thì nó cũng ông bỏ luôn, vì hack nó thì nó cũng không được phổ biến nữa, nó cũng khá là phổ biến rồi, nên là ông làm ông chỉ có chỉ từ indicator.edc không biết nữa. Nói chung mà tôi cũng không cùng cung cấp hack, nhưng mà may mắn là trong cái server Discord của tôi thì có một số cái hack như là Conat gì đó tôi không biết, là một số cái hack, nhưng mà nói chung là hack cũng không có không nổi tiếng bao nhiêu, nhưng mà thôi mình sẽ cố gắng làm trong đó, tại vì có gì làm nãy gì hay rồi. Với lại mình sợ là những cái hack đó nó như cling hoặc là nó có rác, nó cho chan gì đó tôi không biết, nhưng mà tôi nghe nó nhiều người nói mấy cái hack như là Phobo tôi đưa thì mọi người là nó là cái có rác không, nhưng tôi nói tôi không biết là cái là cling rồi nên thì không có đâu. Không là may mắn, nhưng mà những cái hack này sợ là nó không có đúng cái phiên bản cao nhất, nó thật như vậy là không cao nhất, có thể là nó sẽ là cái cũ, nó sẽ không tối ưu hoàn toàn. Mình sẽ cố gắng tìm hiểu thêm và có thể xin một để chia sẻ cho mọi người. Nói thật thì đến giờ không gì là nói nữa rồi, không còn gì để nói nữa. Cuối cùng thì mình xin chúc mọi người năm mới thật là hạnh phúc, vui vẻ, và hãy cùng mình đến những góc mục khác nhé. Và ở đây thì cảm ơn luôn YouTube nha, cảm ơn YouTube đã cho mình một cái cảm ơn mọi người, cảm ơn YouTube để cho mình một góc mục 500 subscriber vào đúng lúc, vào cái nó thật là sinh nhật mình sẽ ra đúng lúc vào cái cột mốc 500 luôn. Lúc tôi nét xong tôi vào xem là lúc 500 rồi, nên là tôi cảm ơn. Và tôi định quay cái đoạn mà trên social play kia, nhưng mà nó lại không kịp, nó lại cập nhật 500 mất rồi, nên là tôi định phải viết một cái bài này để nói. Và sau cái tiểu sử này thì mình sẽ đến một phần đoạn ngắn về cái một cái số sự kiện mình đã có tham gia. Và mình nhắc lần hai nữa là các bạn có thể xem hoặc là không cần xem cái từ cái đoạn này, vì nó không có là quan trọng, mình sẽ không có lòng quá giọng mình nhưng mà dùng lòng nhạc thôi. Thì hãy cho các bạn xem vui vẻ và